Sân vận động Lạch Tray gây sốc cho cổ động viên Đất Cảng với hạng mục cải tạo mới nhất. Sân vận động Lạch Tray mới đây đã tiến hành cải tạo lại lan can trên các khán đài. Điều này đã nhận được phản hồi không mấy tích cực từ cổ động viên Hải Phòng khi lan can mới được nâng cao lên tới 2 mét. Làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của không ít vị trí ngồi trên khán đài. Nhiều cổ động viên tỏ ra khó hiểu với việc làm này của ban quản lý sân vận động Lạch Tray. Vì từ trước tới giờ, sân Lạch Tray dù nổi tiếng cuồng nhiệt nhưng người hâm mộ chưa bao giờ vượt quá giới hạn khi theo dõi các trận đấu trên khán đài. Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng ban quản lý sân không tôn trọng các cổ động viên. Còn bạn nghĩ sao về hạng mục mới cải tạo này của sân Lạch Tray?